Đây, cái căn mà em giới thiệu với anh đó là cái căn nhà phố ngang 7, dài 17 và thiết kế là một trệt hai lầu và ở trên sân thượng áp mái. Và cái căn này nó đẹp hơn những cái căn khác là nó được là góc hông. Từ cái vị trí góc hông thì nó khá thoáng và anh có thể là di chuyển ra mặt trước của shop house bên hông nhà mình luôn. Sẽ có một cái chìa khóa. Thì căn này vị trí căn góc hay mặt tiền anh ha. Bàn giao là bàn giao nhà thô và mình thiết kế mình làm là một trệt là hai lầu, mỗi lầu là hai phòng ngủ. Và anh nhìn thấy cái căn nhà phố này rất là đẹp luôn, góc hông. Ở đây thì anh có thể trồng thêm cây hoa cảnh sát nhà anh và đặc biệt là anh có thể đi bộ bằng cái lối đi bên hông. Anh mở cửa anh vào cái lối đi bên hông của cái căn nhà phố này ha. Rồi và có một cái điều đặc biệt là hai nhà sử dụng chung cái chìa khóa để đi ra clubhouse bên phía trước, ra cái shop house bên trước để mua sắm. Chỉ có hai nhà thôi chứ còn không có cho sử dụng chung. Nên là khá đẹp và anh nhìn có cái khoảng không nè, nhìn khoảng không khá thoáng anh ạ. Ở đây 2,5 m, phía trước hơn 4 m, tính ra 6 m mấy này, cái khoảng không phía sau này cực kỳ thoáng. Dạ. Em coi thử là bên trong của căn này. Đó. Khá thoáng căn góc hai mặt tiền anh ha. Thiết kế một trệt hai lầu và ở trên là nửa tấm anh ha, có phòng. Một phòng và sân thượng trước, sân thượng sau. Và cái cách xây dựng cực kỳ chắc chắn anh nha. Với có một cái điều đặc biệt của cái căn nhà phố này là phía trước nó không có đối diện nhà. Nó đã xây một cái bức tường ngăn riêng và có thêm một cái vỉa hè phía trước nữa. Mình có thể đi bộ, dạo bộ và có thể là chơi cho mấy trẻ em chơi nhảy đèm được. Hai bên thì căn nhà phố thì trồng khá nhiều cây lộc vừng rồi. Một với lại một cái mẫu nhà phố gọi là bán cổ điển. Nên nó là nhìn khá sang trọng phong anh. Được ốp đá bên ngoài tất cả các trụ. 7 x 3 triệu. Diện tích của cái căn nhà này là ngang 7, dài 17 anh ha. Thì bây giờ mình vào xem bên trong luôn đi. Cái cách thiết kế của tất cả các căn đều giống nhau hết.